Dạ xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ hôm nay gia đình của Nương chuẩn bị trồng 500 chậu bông vạn thọ đó mà cô chú, để bán dịp Tết Nguyên Đán nha. Bây giờ Nương bắt đầu vô sơ dừa với cho. Dạ đây nè ông bà cô chú ơi, cha có chuẩn bị 500 cái chậu, còn bên đây là sơ dừa trộn với cho nha. Bây giờ Nương này cùng với cô Bảy, thím Hai với Út Tho, mình sẽ vô sơ dừa vô chậu, còn mẹ thì gán mấy cái cây bông vạn thọ vô chậu nha. Một chậu như vậy là sẽ 3 cây. Năm nay lần đầu tiên gia đình đầu tư lớn trồng 500 chậu bông vạn thọ. Trồng tới 500 bụi lắm nha. Dạ. Với chậu. Như vậy là được rồi. Thì sẽ đem qua cho mẹ trồng mấy cây bông vạn thọ vô. Dạ đây là giống bông vạn thọ. Cha mua thẻ đó mà cô chú về xạ hôm bữa gặm. Nay lên cao rồi. Bắt đầu mẹ hay trồng vô chậu. Một chậu như vậy mẹ sẽ trồng 3 cây. Năm nay thì gia đình Nương trồng bông vạn thọ hai màu, màu vàng với màu cam. Dạ, con chiền quá. Mẹ đang trồng màu vàng hả mà? Cái này màu vàng. Nói cho nó ngay khúc giữa này là màu cam. Đó màu cam đó. Đầu đó màu vàng. Này cha xả lên này mấy lá. Trồng xong hết rồi đem ra ngoài bờ để theo hàng hả mà? Ừ. Dạ 500 chậu là 1.500 cây bông vạn thọ nha bà cô chú, một chậu là 3 cây. Cái này khoảng tới mấy lá thì mình ngắt đọt mà. 3 lá, 4 lá mà. Năm ngoái chỉ 4 lá ngắt đọt. Năm ngoái thì gia đình trồng ở dưới đất mà bán nhánh, năm nay trồng vô chậu. Tết bán nguyên chậu luôn nha. Tết thì bà con mua thường là Tết bà con thường mua nguyên chậu á, trưng trước cửa nhà. Rồi vô tiếp sách nha Út. Dạ, cha nhờ ông Út. Nay có ông Út phụ tiếp. Cái gì? Mấy chú hát quá trời hát luôn à. Lấy cái muỗng dít cho dễ thôi mà. Cha có tưới một ít nước cho đất nó mềm. Mẹ lấy cái muỗng dít lên. Cái này kêu dán vô chậu thôi mà. Đi chậu. Cái này cha xạ lên cũng đều thôi mà. Đều. Đều hết trơn. Năm nay trồng số lượng nhiều, gia đình có nhà thím Hai với ông Út ra phụ trồng tiếp nữa. Sách về lần được 4 chậu. Bây giờ chắc trước hai hàng cho đều. Để vậy là bông thọ tới lớn luôn. Thả cho nó bằng luôn. Dạ. Đạp luôn đạp bạn. Xuống cho đất bằng.
vô cái chậu lưng lưng. Giờ bảy qua ngồi dán cây vô luôn hả mày? Dán cây nè. Trồng ba cây ba nơi. Úc hút được con còn nước không? Tứ lên nữa hả mày? Dạ. Tứ cho sơ dừa ướt ướt dễ vô chậu. Dắp cái ghế. Cái này biết nhau vừa ngã không? Mấy em dịch vô đó. Dạ. Cá bên trùng dịch luôn. Dạ đây nè bà cô chú ơi, đây là 500 cái chậu màu đỏ. Tết thì gia đình nên trồng chậu màu đỏ nha, màu đỏ cho may mắn. Nãy giờ trồng chắc cũng được cỡ 100 chậu rồi. Giờ mấy cô cháu tiếp tục vô sơ dừa với cho. Cái này một cái vậy là 50 hay anh? 50 chậu phải không? Có buộc dây sẵn luôn à. Chia chồng chồng 50 chậu. Cái để ở trên bị mớp á mà. Mình lại vô cái nồi cái chậu. Dạ, vô rồi bắt đầu cái chậu chồng á. Tại lúc vận chuyển á, để bị mớp. Bữa nay là 26 tháng 10 âm lịch. Bây giờ trồng là vừa đến Tết luôn nha. Tết là có bao nhiêu họ bán. Tưới nước mình cho sơ dừa thấm nước. Dạng rồi, qua dạng hết rồi. Mẹ chồng bông cái hai ông út sắt không biết vàng cam luôn rồi. Dạ. Lẫn lộn luôn. Vàng cam lẫn lộn rồi. Nữa hai màu trộn nhau cho đẹp luôn. Đừng có một bên sơn, bên vàng, bên cam. Bên cam nữa bất cần. Gì đâu cần, nó đẹp chứ gì đâu cần. Bà thấy có ai chồng chị không? Hôm nay lần đầu gia đình trồng bông vạn thọ vô chậu luôn nha bà cô chú. Để đến Tết rồi xem kết quả như thế nào nha. Năm rồi thì trồng ở dưới đất nha. Năm rồi trồng dưới đất bán, mình bán nhánh. Cắt nhánh rồi đẩy xe đi bán. Hôm nay thì trồng vô chậu. Trồng vô chậu như thế này thì Tết bà con người ta mua người ta chưng trước cửa nhà. Hai chậu để hai bên. Dạ. Hai chậu để hai bên. Có nhiều người ta mua ta để nguyên hàng. Tôi để nguyên hàng trước cửa trước đó. Nguyên trước cửa nhìn bông vạn thọ đẹp. Đẹp. Đến Tết là bông vạn thọ là không thể nào thiếu. Nhà nào cũng đều mua chân hết. Thôi để vòng vòng cái gốc cây mai á. Đúng rồi đó. Để vòng cái gốc cây mai với để dạ. Trong nhà cái để nguyên một cái hàng. Dạ. Cái có quá xăng. Cái này chưa có điều, vừa làm vừa trộn lên. Trộn sơ dừa với cho. Dạ ông bà cô chú ơi, chiều hôm nay gia đình của Nương đã trồng xong 500 chậu bông vạn thọ nha. Dạ bây giờ cha đang sửa lại cho ngay hàng. Từ ở ngoài dài vô trong là 500 chậu bông vạn thọ. Một bên thì bông màu vàng, một bên thì bông màu cam. Thì cha đang sửa lại cho đều. Giờ cha sẽ bắt đầu chăm từ đây cho đến Tết nha. Khoảng Tết là 27-28 là có bông vạn thọ bán. Rồi khi nào bông vạn thọ lớn thì Nương sẽ quay cho ông bà cô chú xem nha. Dạ ông bà cô chú ơi, chiều hôm nay gia đình của Nương ra trồng bông vạn thọ. Nãy giờ trồng cũng xong rồi. Rồi hai cha con ra ao chạy kiếm cá làm bữa cơm chiều nha.
bên đây ha cha. Được chưa? Chừng còn dây chì nghe cha. Bơ ra ném cọng dây chì lại. Đó, dính cá kìa. Ủa, cá ta tự hay gì cha? Ủa, dính cá tài tượng kìa. Dưới im ru. Ủa, có cá đuôi hồng. Con cá tai tượng. Dưới cá đuôi hồng. Con cá tra nhỏ. Cái tra nhỏ còn lại sao? Nha. Để hùng con này khoảng ký vậy cha, cái này chừng 700-800 gram. Cá tai tượng này phải nuôi nữa, con mới lớn. Cá tai tượng mình nuôi sao con khoảng 2 ký bự. Cá đuôi hồng, để cá đuôi hồng vô luôn cha. Ủa còn sót lại mấy con cá tra nhỏ. Ồ, cá ngớp kìa. Dạ cha, chà dính được con cá tai tượng với con cá đuôi hồng. Dạ, giờ nương làm sạch rồi, bữa nay sẽ làm cá tai tượng chiên xù với cá đuôi hồng chiên cho gia đình ăn cơm nha bà cô chú. Cá tai tượng thì nương chiên xù để dãy, còn cá đuôi hồng thì đánh dãy cho sạch nha. Dạ, giờ dầu nóng rồi, nương cho cá vào, cho cá tai tượng vô trước. Dạ, cá chiên nãy giờ cũng chín rồi, giờ nương gấp ra dĩa nha. Cá chiên giòn luôn. Gấp con cá đuôi hồng ra trước. Cái con cá tai tượng. Quá giòn quá mà tôi cứu thôi. Dạ cơm cũng chín rồi, con mời cha mẹ mời cô Bảy ăn cơm. Nương mời ông bà cô chú cùng ăn cơm luôn nha. Bữa nay ăn cơm với cá tai tượng chiên xù. Dạ, cha mẹ ăn cơm mà cô Bảy ăn cơm, mời cả nhà dùng cơm luôn. Mời cả nhà dùng cơm luôn. Mời cả nhà dùng cơm. Rồi mời cả nhà dùng cơm luôn. Mời cá tai tượng chiên xù. Dạ. Giờ này ăn cơm trễ luôn rồi. Trời tối rồi. Tới mà để nó vô mà. Con chiên giòn luôn á. Nhiều quá giòn. Rồi.
Bảy tới không mày? Tới. Trên đây nè mày, giòn thấy luôn. Quá giòn luôn. Giòn gợp gợp. Rau rất chiên ăn với rau sống. Nhà nuôi cá có cá ăn hoài hay mà. Không có đồ ăn là ra chài có cá. Giòn quá, chứ giòn. Con cá tê tượng này đúng sức là chắc khoảng 2kg hả cha? 2kg mấy luôn hả? Chắc nuôi chắc cỡ năm mấy, 2 năm quá. 2 năm. 2 năm. 2 năm mới được 2kg rồi. Chắc nó ăn mạt luôn quá. Ăn thức ăn dữ lắm. Có con cá tre là ăn nhiều nhất. Vậy mà cái cha cũng còn sắp lê gai nữa. Còn chốt, chứ đây là một cái tát. Anh mình kéo mà, đâu phải tát đâu. Tát mấy hết. Bữa nay trồng xong bông thọ rồi. Vừa ăn cơm này với cá luôn. Giòn, để con chở lên. Còn cá tê tượng cơ. Lật lên. Nướng chiên vàng giòn. Còn cái xương còn giòn. Còn cái xương. Ăn rợp rợp luôn. Rớt rồi. Cái xương giòn chiên vàng nè. Năm nay bông họ trồng giống mới mà. Năm nay trồng mà giống của Thái mà. Trồng bây giờ là tới bán cái Tết tháng 8 rồi chắc bán được. Tháng 8 Tết. Tháng 3 đường táo có không chị? Kịp không? Không kịp không? Chắc không kịp. Không kịp. Con bán xe nó tốt hơn thì chỗ chứ. Ngay canh ngay Tết luôn ha. Giờ chồng khoảng lên 4 lá là ngắt đọt hết chưa? 4 cặp. 4 cặp hả? 4 cặp là lên 4 lá đó. Chậu 14, ở ngoài đất thì 5. Con họ này chồng cũng dễ mà không cha. Đây năm rồi chồng ở dưới đất, năm nay mới chồng thử vô chậu. Hôm nay đầu tư lớn hơn nè. 500 chậu bông thọ. Tết bán đã luôn. Nếu mà mua cặp là 250. Được 250 cặp. Đúng rồi, 250 cặp. Rồi mua 30 ngàn cặp á. Rồi 60. 60 dạ, ngàn một chậu. Dạ đúng rồi, 30 ngàn một chậu, 30 ngàn cặp. Chậu 30. Cặp thì 60 ngàn. Cái xương cũng giòn cũng ăn dạ. Cũng giòn. Ăn khỏi bỏ xương. Giòn luôn. Ta lấy cái muỗng. Ừ. Đây để con vẽ cái tôi tưởng nè, tôi tưởng thịt hết trơn. Lâu lắm mày mới ăn cá tê tượng. Tượng chiên thù ngon. Dạ. Để cho bự chiên cho ngon. Chịu tính kiếm con bự nữa mà chài không dính. Khôn. Cá khôn quá. Vô mé hết trơn. Vô mé hết trơn. Vô mé thì khó chài.
bữa mình kéo nó cũng khôn đó. Dạ. Con vàng mấy lứa đầu đó. Tới lứa sau là nó tạt cho mé. Tạt hết trơn rồi, đuổi mà tát khô quá không được. Nó khô quá nó ngợp. Giờ này có mũi luôn. Có mũi nè. Này chồng bọn họ xong vô ăn cơm ngon. Đói. Đói. Giờ này có mũi rồi, tắm mũi lên rồi. Dạ cô chú ơi, hôm nay gia đình của Nương trồng bông vạn thọ, rồi sau đó Nương với cha chài cái và làm bữa cơm ăn nha. Rồi thì Nương cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú đã luôn yêu thương ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ xin chào.